vấn đề chúng gặp. Đạp xe đưa tới luôn anh. Sắp về Đà Lạt thì. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 40.000. Sắp về Đà Lạt không chị? Xe buýt hàng không vào Đà Lạt ạ. À? Chị về đâu Đà Lạt xe đưa tới ạ? À? Dạ nhưng mà đi lúc đó bao nhiêu phút chị? Dạ 30 phút xe đi đường cao tốc. Có dừng lại đón khách như thường không? Dạ không, bây giờ giống như chị chở khách đi máy bay thôi. Dạ, dạ đợi xíu. Nếu mà anh muốn xuống em rest là chỗ bờ hồ á, thì xe đưa tới luôn. Tới dạ, tại xe cũng đậu ngay bờ hồ á, anh nói là anh về em rest là xe đi tới luôn. Cái này chỉ chở khách của máy bay thôi chị, đi đường cao tốc chứ không có phải là xe đi ngoài. Xe chạy về đâu? Anh về đâu Đà Lạt, xe đưa tới à, chỗ số 6 như thế này. Dạ được. Chỗ chợ Đà Lạt. Nói lại ấp Cư Giang tựa từ là nằm gần chợ bệnh viện. Chợ tới khoảng 5-7 cây. Dạ ngay trên đường Quang Trung tới xíu á, ngay chỗ bệnh viện y học cổ truyền á. Sẽ là ý là Dung phải nói từ chợ về đó khoảng bao xa chứ, tại vì chúng đâu có biết bệnh viện là chỗ nào đâu. 2-3 cây thôi. 2-3 cây. À. Từ chợ tới đó, tức là từ trung tâm Đà Lạt về đó. Về đó nha. Dạ, cũng gần. Chú bên bệnh viện thì quên rồi. Y học thì cũng không hả? Rồi, cảm ơn cô nhé. Công nhận lên trên đây cảm thấy thoải mái hẳn sao ông ha. Sân bay đẹp quá. Bao nhiêu ngàn năm trước?
công ty rồi. Bé con nhà tối đã đừng nói chuyện ngang đó. Chức năng
cả. Chức năng mà file tức nghĩa là tối ưu đó thì được 1 tiếng 40 phút. Cũng đừng có ngạc nhiên tại sao nó nói ông là công tác. Tôi có kể rồi. Đúng, từ giờ mới chuyện nhiều quá rồi, ông xài từ đó luôn. Mà trong khi tôi sống với nó